Tâm lý là một yếu tố quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Vâng, đúng vậy. Tâm lý là một yếu tố rất quan trọng trong đầu tư chứng khoán. Các nhà đầu tư thường phải đối mặt với những cảm xúc như sợ hãi, lo lắng, tham lam và nghi ngờ khi đưa ra quyết định mua hoặc bán. Điều này có thể dẫn đến những sai lầm trong việc ra quyết định và có tác động tiêu cực đến lợi tức đầu tư. Để tránh mắc sai lầm trong quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần học cách kiểm soát tâm lý của mình. Sau đây là một số cách có thể áp dụng. 1. Lập kế hoạch đầu tư. Tạo một kế hoạch đầu tư rõ ràng với các mục tiêu cụ thể và một chiến lược đầu tư chi tiết. Với một kế hoạch, nhà đầu tư sẽ tự tin hơn trong việc quản lý tâm lý của mình và tránh các quyết định đầu tư dựa trên cảm tính. 2. Nghiên cứu cổ phiếu và thị trường. Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về cổ phiếu và thị trường trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư nên đọc các báo cáo nghiên cứu và tin tức liên quan đến chứng khoán và thị trường để có hiểu biết toàn diện về tình hình hiện tại và triển vọng tương lai của thị trường. Kiểm soát cảm xúc. Nhà đầu tư cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Để làm được điều này, chúng ta cần sử dụng các kỹ thuật như yoga, thiền, tập thể dục và thư giãn để giảm căng thẳng và tăng cường sự tập trung. Và thứ tư là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình để giảm rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào một cổ phiếu. Bằng cách đầu tư vào nhiều cổ phiếu, nhà đầu tư có thể phân tán rủi ro và tránh được những tổn thất lớn do sự thất bại của một cổ phiếu. Tóm lại, tâm lý là một yếu tố quan trọng trong đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Bằng cách tạo ra một kế hoạch đầu tư rõ ràng, tiến hành nghiên cứu kỹ thị trường, kiểm soát cảm xúc và đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhà đầu tư có thể giảm thiểu tác động của tâm lý đối với lợi nhuận đầu tư của mình.